Nhảy múa thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, nhưng cũng đòi hỏi sức lực. Hãy đến với phần thi đầy năng lượng này. Em tên là Đỗ Phúc Lộc, năm nay em 24 tuổi. Bốn thể loại của em mong muốn, em tha thiết mong muốn anh, nhất là anh Johnny Trần, khoan giơ tay, hãy để cho em diễn hết, bởi vì bài diễn có tròn khoảng có một phút thôi ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Mời em. Âm nhạc bắt đầu. Anh nghĩ nếu mà em hao khớ xin phép nhảy hết bài, em anh sẽ ngừng em lại khoảng 30 giây. Tại vì cái phần đầu tiên rất là tốt, chắc. Khoan nhá. Dạ. Ồ. Hay lắm, anh rất thích. Xong em vô cái phần 2 mất năng lượng, thấy liền em bị mệt. Thì em muốn một bài diễn em có đa màu sắc một tí xíu. Nhưng mà vì sức khỏe em như vậy, còn em bị đuối. Có người thế này, hoặc là có người thế này, còn em là thế này. Em hiểu ý anh không? Nhưng mà cái bài á, cái cách diễn nó cần phải có sự lên xuống. Lên xuống ở đây là để thả lỏng cho toàn bộ cả em và cả người xem. Nó phải có sự nghỉ và có sự tập trung, chứ không thể nào mà em cứ làm thế này. Tức là anh cảm thấy là anh cũng bị tức ngực theo em á. Anh chỉ quan tâm nhiều về cái phần đầu tiên. Anh thích rất là nhiều. Anh cho em vào luôn. Áo đỏ và áo đen, hai thí sinh tương phản. Dùng thế em nhảy gì? Loại gì em? Em sẽ múa đường đại. Múa đường đại. Âm nhạc bắt đầu. I know I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Cho anh hỏi em tập đương đại lâu chưa? Dạ 5 ngày. Em tập từ đâu? Dạ em tập trên sân thượng nhà. Anh cũng hay tập trên sân thượng nhà luôn.
Anh cũng tập trên sân thượng à? Cứ tập. Bởi vì là không phải ai cũng có điều kiện phòng tập sàn gỗ đâu em. Cảm ơn em đến đây là bởi vì là em mới chỉ có 5 ngày nhưng em dám đứng trên một sân khấu như này. Có rất nhiều bạn, anh nói thật, nhiều bạn khi tập đến cả 10 năm cũng chưa chắc dám đứng lên trên này. Mặc dù có thể em nhảy chưa bằng họ, em nhảy không đến đâu, nhưng ít nhất em dám thử thách và em dám trải nghiệm trên sân khấu. Đấy là cái em làm được. Vậy là em đã xong rồi, em hoàn thành rồi và em đã thành công. Nha. Cảm ơn em nhiều. Bạn áo đỏ đã xong, giờ đến lượt bạn áo đen. Em xin được kính chào ban giám khảo cùng tất cả các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Yes. Ngày hôm nay em đến đây dự thi với tiết mục Samba. Yes. Samba. Mời em. Âm nhạc bắt đầu. Sao luôn ấy. Như một ngôi sao trên sàn luôn ấy. Em yêu câu nói đấy của anh. Thì đúng, đó là samba. Cái động tác của em nhảy tùm lum ta là. Mình tên là Nguyễn Vũ Hoàng Minh, năm nay mình 21 tuổi. Bây giờ mình là vừa là dancer mà cũng là vừa là giáo viên dạy nhảy luôn. Ở đó là mình ở dưới quê thì khi mà mình lên đây sống thì khoảng lúc mình chín tuổi thì mình tới ở một cái trường vừa học vừa làm. Thì mình đi lên thành phố cũng là một cái không phải là tình cờ mà tại phải bỏ ba, tại ổng hay xỉn người đánh mẹ. Nỗi đau ngày còn bé đi theo bạn đến giờ. Đi cả vào bước nhảy, như quý vị sẽ thấy sau phần trò chuyện này. Vì cái chuyện đó thì mẹ quên là từ bỏ hết, là giống như là không có muốn ba... Là tay trắng lên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vì sao em trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy mà em đến với cái đam mê nhảy múa này? Dạ, cái đam mê nhảy múa là cũng nhờ cô giáo dạy nhảy của em. Cô cũng là người Việt Pháp, từ đó là mình thích nhảy luôn. Đến với chương trình em xin trình bày bài Hip Hop đương đại. Âm nhạc bắt đầu. She'll make me pop your cheap ass pills. I used to do this for the thrill, yeah. I know you got a lot to lose, but ain't nobody here but me. So baby, what you got to prove, yeah? I see the way your body moves on the floor, on the floor. You're alone, but there ain't nothing I can do. So keep dancing, baby, keep dancing, dancing, keep dancing, dancing, keep dancing. Yes, I know, yes, I know, yes, I know, yes, I know. I'm too far in this game to let go, so let go, so let go. Baby, who you trying to fool? Girl, I might be 21, but I got memories to prove that I've seen you come before, and I know exactly what you want. You just want me 'cause I love you. You just want me 'cause I love you.
bài diễn nó như một bộ phim ấy. Em hiểu với anh rồi đi. Nếu như bộ phim chán thì người ta sẽ không bao giờ xem hết bộ phim mà người ta sẽ tắt ngay đi. Nhưng mà bộ phim của em hay. Cái bài của em có hết, có nhiều động tác, mấy cái động tác bay, mấy cái động tác rất là nguy hiểm, cao cấp. Em tên là Phùng Bảo Nghi. Em tên là Lã Minh Quyền. Em năm nay em 19 tuổi. Em có gia đình được 2 năm. Chồng em là dancer của vũ đoàn Bước Nhảy. Em cũng đang rất là buồn vì chồng em có một show rất là gấp, không có mặt ở đây được. Anh thấy em đang mang giày cao gót. Hôm nay em sẽ nhảy thể loại nào? Dạ, hôm nay em sẽ thi thể loại là jazz. Jazz funk. Thể loại pop dance, thể loại ra. Âm nhạc bắt đầu. Vận động viên aerobic à? Thường thường người ta nghĩ đến aerobic là người ta sẽ nghĩ những cái trông rất là nặng nề, rất là ấy, nhưng mà thực tế là khi em kết hợp như này nó rất là hay, rất là nhuần nhuyễn. Em cảm ơn rất nhiều. Nhiều con gái họ có cái hông và cái tóc là những cái điểm để mà gây sự hấp dẫn với các bạn nam đúng không? Thế nhưng mà anh nghĩ là mình không nên lạm dụng quá nhiều. Là em lên sân khấu, em giới thiệu. Dạ, chào ban giám khảo. Xong em lên sân khấu, nhạc bắt đầu, xong em là boom bam bam. Hay. Anh muốn nhìn thấy em ở cuối buổi ngày hôm nay để trong vòng thử thách thêm. Trong vòng thử thách thêm, bạn Minh Quyền, Bảo Nghi và Tiến Phát được bắt cặp với một thí sinh khác tập luyện trong 60 phút. Sau đó, các bạn được thi một lần nữa trước ban giám khảo. Vượt qua vòng thi này không phải là điều dễ dàng. Hãy cùng xem bạn nào được đi tiếp vào bán kết. Anh rất tiếc phải chia tay ba em ở đây. Anh rất tiếc rằng là phải cho em vào. Sau 2 ngày tuyển sinh, 52 bạn đã được chọn vào vòng bán kết sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với vòng tuyển sinh tại Đà Nẵng.